Hôm qua tao vừa mới gặp Nhiên. Thấy dạo này cô ấy xuống sắc quá. Mày chăm sóc vợ kiểu gì vậy? Mày hỏi ý gì đấy? Thế mày nghĩ chả nhẽ tao hành hạ ngược đãi cô ấy à? Hả? Không phải. Nhưng mà trước đây với cả bây giờ, tao thấy cô ấy khác nhau một trời một vực. Nhìn bây giờ còn không nhận ra nổi ý cả. Mày nên để ý và chăm sóc cô ấy hơn đi. Mày là người ngoài cuộc còn nhìn ra, thì sao không hiểu cho nỗi khổ người trong cuộc như tao chứ? Mày nghĩ Nhiên thay đổi như vậy tao sung sướng à? Nhưng mà tiền tao đưa cho cô ấy có tiêu gì đâu, toàn cất đi, chẳng bao giờ chi tiêu cái gì cho mình cả. Nhiều lúc nghĩ chán. Vậy thì mày đi mua sắm cho cô ấy, có thế mà cũng phải nghĩ. Mày điên à? Tao mua mấy lần rồi, về không được câu nào cảm ơn thì thôi, còn bị cằn nhằn mất mấy ngày, rát hết cả lỗ tai rồi đây này. Vậy thì cũng khó cho mày. Nhưng mà tao nghe nói những người phụ nữ như vậy thường rất biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Mày đừng nên buồn làm gì cả. Vợ con nhiều khi cũng là bộ mặt của mình. Mày tưởng tao không suy nghĩ mà được à? Hả? Thôi đi ông tướng, đừng có diễn nữa. Tao chả biết thừa mày qua lại với con bé thư ký rồi, ở đó mà làm trò. Ai bảo mày thế? Cả công ty mày ai chả biết. Bày đặt. À thì đã đành là có dây dưa một tí, nhưng mà chỉ cho vui thôi, chứ chưa bao giờ có ý định lâu dài với cô ấy cả. Thôi đi. Đàn ông á, lăng nhăng một tí thì vui, lăng nhăng nhiều tí á là nát banh nhà đấy. Gì cũng phải cẩn thận. Được rồi, chuyện này tao tự lo được, không cần mày quan tâm đâu. Thôi thì kệ mày. Chẳng qua là tao thấy Nhiên hơi tiều tụy nên tiện thể góp ý cho mày thôi. Chứ cuộc sống của mày, mày không lo được thì ai lo? Thay vì lo cho tao á, thì mày nghĩ cách góp ý cho Nhiên đi. Chứ nhìn cô ấy như thế, tao cũng chán lắm rồi. Ở đấy mà nói đạo lý. Này, em không thể ngồi im một lúc được à? Cứ đi quay lại trong hết cả mặt. Này, anh nghĩ là em muốn dọn dẹp lắm à? Bề bộn không chịu được, em lại còn toàn đi giày vào nhà nữa. Bẩn thỉu thế không biết ạ. À thì ai chẳng có lúc quên. Nhưng mà thiếu gì thời gian đâu. Sao toàn chọn những lúc anh đang làm việc để em đi dọn dẹp chứ? Anh cần yên tĩnh thì không tìm một chỗ nào khác mà làm à hả? Anh nghĩ xem, cả ngày em đi làm rồi, có mỗi buổi tối em dọn dẹp chứ còn lúc nào nữa. Bảo thuê xin thì không chịu nghe, bảo nghỉ việc cũng không chịu nghỉ, xong làm mệt rồi lại kêu ca. Anh không biết em nghĩ cái gì nữa. Em có than thở bao giờ đâu, toàn là anh khơi việc ra xong bắt buộc em phải nói chứ. Kiểu gì em cũng nói được, anh kệ em đấy. Đã không chịu giúp thì thôi, suốt gì cằn nhằn. Đấy, làm việc xong lại không cất máy tính đi. Bực chết đi được. Chồng bị trả con, đoán bày việc thôi. Anh thấy tay nghề của em thế nào? Có hơn bà vợ già của anh không? Đang vui tự nhiên em nói làm anh cụt hết cả hứng. Sao thế? Anh với chị đã lại cãi nhau à? Ngày nào chẳng cãi nhau. Vậy thì hai người tiếp tục sống với nhau làm gì? Em thấy cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Bậy nào. Tuy là có cãi nhau thật, nhưng chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. Đàn ông bọn anh phức tạp thật đấy. Lời nói và hành động chẳng liên quan gì đến nhau cả. Khó hiểu thật. Em quan trọng điều đó làm gì? Quan trọng là chúng mình ở bên nhau, cảm thấy vui vẻ là được. Mà em bảo này, bên siêu thị đối diện đấy đang có siêu sale, anh đưa em qua đó xem thế nào nhá. Toàn lấy cớ, cứ bảo là thích sale, nhưng có bao giờ thấy em mua hàng sale đâu. Vậy là anh không đưa em đi đúng không? Không phải, trưa nay anh bận. Hay là em cầm thẻ của anh đi, muốn mua gì thì mua. Anh nói thật á? Anh đã bao giờ nói dối em đâu, nhưng mà chừng mực thôi, dạo này kinh tế khó khăn. Em biết mà, anh cứ yên tâm nhá. Em bóp vai cho anh tiếp nhá. Ok. Hôm nay chồng em lạ lắm đấy nha. Mọi lần em rủ mãi anh có thèm đi bộ với em đâu, sao hôm nay tự nhiên lại rủ em? Công ty mới xong hợp đồng lớn,
nên tâm trạng anh đang vui. Thật ạ? À? Thế anh nhớ được tiền cho em để em gửi tiết kiệm nhá. Suốt ngày tiết kiệm, em phải chi tiêu cái gì đấy cho mình ấy chứ. Em nhìn xem, ra ngoài đường mà ăn mặc chả ra làm sao cả. Anh thế nào thôi nhở? Bây giờ mình phải để dành để phòng lúc khó khăn chứ. Em thế này anh không muốn, anh lại muốn em hoang phí, em phá hoại à? Đã đành là mình phải tiết kiệm, nhưng đâu cần phải chắt bóp như thế đâu. Em thấy em vẫn sống thoải mái, thế là được rồi. Tùy em vậy, thôi đi. Chuyện gì đấy? Anh ơi, ở kia có người ăn xin kìa. Trông họ tội nghiệp quá. Anh đợi em tí nhá, em qua cho họ mấy đồng tiền lẻ nhá. Chi tiêu cho mình thì không nữa, toàn mang tiền cho thiên hạ thôi. Sao thế? Ăn xin kiểu gì ấy anh ạ? Em cho tiền mà cũng không thèm lấy, khó hiểu. Nhìn em như vậy, họ lại tưởng em là đồng nghiệp đấy. Không lấy cũng phải. Đi. Ơ, anh nói vậy là có ý gì? Cho em. Anh, nhìn em mua cái váy này đẹp không? Người đẹp như em thì mặc gì chả đẹp. Chuyện mà ở đấy á, vẫn còn nhiều cái đẹp lắm. Nhưng mà sợ anh sót tiền, em không dám mua. Lần sau thích gì cứ mua nhá, có đáng bao nhiêu đâu mà. Anh nói thật á? Anh đã nói với em bao giờ chưa? Sao thế? Tuần sau là tiệc thường niên thành lập công ty. Buồn thật đấy. Thế đây là một chuyện vui mà, sao lại buồn? Thì mọi năm anh toàn mang theo gia đình, năm nay cũng có ngoại lệ đâu. Em không được đi, không buồn sao được. Anh quên mất, biết thế anh cho xuống quyết định không mang theo gia đình rồi. Anh đâu thể làm như thế được. Nhân viên họ lại bàn tán, đánh giá mình không ra gì. Được rồi, hôm đó em đi với anh nhá. Anh nói thật á? Nhưng mà còn vợ anh thì sao? Cho cô ấy đi chỉ tổn mất mặt anh thôi. Anh nói thật á? Nhưng mà anh phải cẩn thận đấy. Không là chị ấy biết mà chết em đấy. Cô ta ngoài chuyện lo tiết kiệm được bao tiền với làm sao cho nhà cửa sạch sẽ thì có bao giờ để ý đến chuyện khác đâu. Em yên tâm. Hôm đấy em sẽ chuẩn bị thật kỹ càng để anh không bị mất mặt. Cảm ơn em. Chút nữa mình đi ăn anh nhá. Ok. Uống nước đi. Nhiên, em đi đâu mà vội vàng thế? Anh Phi Long, em đang vội về nhà để nấu cơm anh ạ. Sao lại nấu cơm? Tối nay công ty thằng Dương tổ chức tiệc thường niên, em không đi à? Anh nói thật đấy à? Sao em chẳng thấy anh Dương bảo gì em cả? Vậy à? Chắc anh nhầm rồi, em về đi. Vâng, chắc anh nhầm thật đấy. Thôi em đi đi, anh cũng đang có việc, anh đi đây nhá. Vâng, em chào anh. Làm gì mà vội thế nhở? Thôi về đã. Nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút. Anh cứ hút ở trong nhà, xong thì vứt đầu thuốc linh ta linh tinh ra, em dọn mệt chết đi được. Đêm khuya thì anh thèm đến anh hút thôi, ra ngoài làm sao được. Anh làm cái gì mà phải thức đêm hả? Anh cứ mò mẫm như thế, sớm muộn gì cũng sinh ra một đống tật xấu thôi. Khổ quá, thì anh hút thì cũng đã hút rồi, em nói nhiều thế nhở? Anh đã sai anh còn cãi, không biết hối lỗi gì cả. Em nói cho anh biết nhá, còn một lần nữa anh vứt lung tung như thế, em sẽ gom hết vào nhét vào cặp anh cho anh vừa lòng đấy. Ai lại chơi thế bao giờ? Cặp anh nhiều thứ quan trọng lắm, đừng có mà vớ vẩn. Hay là anh thấy em không có việc gì quan trọng nên anh bày ra cho em làm được không? Khổ quá, thôi được rồi, anh sai anh xin lỗi, em đi đi. Anh thái độ kiểu gì đấy? Mà em hỏi anh, có phải công ty của anh hôm qua tổ chức tiệc thường niên đúng không? Sao em biết? À, thế này là thật đúng không? Anh nói đi, tại sao em không bảo với em? Bảo cái gì? Năm nay anh quyết định không mời theo gia đình, chỉ có nhân viên trong công ty tham gia thôi. Anh nói thật đấy chứ? Anh nói dối em làm cái gì? Được rồi, này nhá, nếu em mà biết anh nói dối em, không cho em đi thì anh cứ liệu hồn đấy nhá. Con lợn này, tại sao mày ám hại tao? Tao chỉ lỡ mồm thôi, gì căng thẳng thế? Mày có biết vì cái lỡ mồm của mày mà tao mất ngủ cả đêm không? Hả?
Làm gì nghiêm trọng thế? Mày có ở cùng Nhiên đâu mà biết cô ấy khó chịu như thế nào? Nhiên năm xưa vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn. Tại sao từ khi lấy mày vào lại trở nên như vậy? Mày không tự vấn lương tâm mày à? Tao có làm sai cái gì đâu. Tiền tao đưa chú ấy thường xuyên, bảo gì tạm làm, thích gì tạm chiều, thế còn muốn thế nào nữa? Thế con bé Ngọc là thế nào? Chẳng qua là tao vui chơi tí thôi. Đàn ông ai mà chả thế. Này, đừng bảo mấy tao là mày không có tư tưởng ấy nhá. Giờ thì đã đành. Nhưng mà cái gì á, nó cũng có giới hạn của nó thôi. Mấy con bé trà xanh đấy á, chả tốt đẹp gì đâu. Mày thì biết cái quái gì. Ngọc là trường hợp ngoại lệ. Cô ấy đối xử với tao còn trên cả tuyệt vời nữa kìa. Nhìn cái mặt ảo tưởng chưa kìa. Nó chỉ yêu tiền của mày thôi. Còn mày không có tiền cho nó xem. 180 độ quay gót luôn nhá. Mày xấu trai. Gái nó đến với mày vì tiền là đúng rồi. Còn tao, đẹp trai ngời ngời như này thì làm gì có chuyện đấy. Mày được. Thôi uống đi. Ai bảo mày ám hại tao làm gì. Được rồi. Sao bỏ kiểu đi. Anh, chuyện anh nói với em là thật đấy chứ? Chuyện lớn như vậy, em nghĩ anh có đùa được không? Nhưng mà xưa nay trong chuyện làm ăn, anh luôn cẩn thận cơ mà. Sao lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Không ngờ đối tác lần này lại dàn xếp kế hoạch ám hại mình. Anh sơ ý quá. Nhưng mà không còn cách nào để cứu vớt công ty à anh? Đối tác lần này đã cố tình chuẩn bị sẵn kế hoạch để hãm hại anh, với mục đích là chiếm đoạt công ty, nên họ bắt anh đền bù rất cao. Nếu không, họ sẽ đưa anh ra tòa. Em biết đấy, anh thả mất công ty chứ không bao giờ anh chịu ngồi tù cả. Em về làm việc đi. Chuyện này rất quan trọng. Anh hy vọng em sẽ giữ bí mật. Anh sẽ lặng lẽ rời khỏi công ty để chuyển giao lại cho đối tác. Vâng, em hiểu rồi ạ. Anh nói cái gì cơ? Em cứ ngồi xuống đi. Cần gì phải căng thẳng như vậy. Mất công ty thôi mà. Cái gì? Mất công ty mà anh bảo em bình tĩnh á? Anh làm ăn cái kiểu gì đấy? Thì anh cũng không muốn như vậy đâu. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Ôi trời ơi. Ngoài ý muốn một cái, bay màu cả một công ty. Anh tài năng thật đấy. Công ty là công ty của anh. Mất thì anh sẽ tự tìm cách gây dựng lại. Em được gì phải thái độ như thế? Giờ anh còn phân biệt của anh với của tôi nữa cơ đấy. Anh đang rất đau đầu, nên anh cần được yên tĩnh. Em hiểu chứ? Đau đầu? Đau đầu thì nhờ cái cô thư ký gì đấy bóp đầu cho. Ngồi đấy kêu ca cái gì? Hay là thấy anh mất công ty, cô ấy cũng cao chạy xa bay rồi. Em nói vớ vẩn cái gì đấy? Vớ vẩn hay không ạ? Thì tự trong lòng anh biết. Em không ngu như anh nghĩ đâu. Em đi đâu đấy? Anh bảo em cần yên tĩnh còn gì? Ngồi một mình cho yên tĩnh đi. Tôi đã bảo rồi, mọi chuyện cứ thế mà làm thôi. Thúy nhá. Sao anh lại ngồi một mình thế này? Cô thư ký của anh đâu? Em đến đây làm gì? Để mỉa mai anh à? Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ tốt về em nhỉ? Anh xin lỗi. Anh cầm lấy. Chuyện này là sao? Chẳng phải chỉ là sai lầm trong hợp đồng thôi mà. Chỉ cần đền bù là xong. Số tiền trong này đủ đấy anh ạ. Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tiền từ trước đến nay anh đưa cho em đều gửi tiết kiệm cả. Với lại em cũng xin bố mẹ em cầm cố cửa nhà. Không phải tiền bất hợp pháp đâu mà anh sợ. Em biết việc xấu anh làm, mà em không trách anh là anh đủ hiểu rồi đấy. Từ nay trở đi anh không được phạm sai lầm nữa nghe chưa? Nếu không á, đừng có trách em. Anh hiểu rồi. Mày nhìn cái gì? Mày chơi được mà không chịu được à? Từ bây giờ gọi tao bằng anh. Đừng để tao nói nhiều, mất mặt lắm. Không đời nào. Con lợn này. Giờ cái Ngọc nó bỏ đi rồi. Ván cược này, mày muốn nói gì nữa? Nói. Mày làm cái trò gì đấy? Không giữ lời thì làm chó thôi. Tao vừa mới sủa rồi đấy. Thằng này, mày thà làm chó chứ không chịu gọi tao bằng anh à? Biết rồi còn hỏi.
chúng ta chỉ là bạn thôi. Ok. Được rồi. Thế thì tao đành chịu thua sự lươn lẹo của mày. Hóa ra chuyện của tao với Ngọc Nhiên nó biết từ lâu rồi. Chẳng qua là cô ấy không nói thôi. Tao bảo rồi, có những chuyện nhìn vậy nhưng lại không phải vậy. Nhất là mới bảo vợ, không đơn giản như anh em mình nghĩ đâu. Tao đã nói thật hết với Nhiên, và cô ấy cũng tha thứ cho tao rồi. Nay mai cái Ngọc nó lại tìm về với một tá lý do cho mà xem. Ngọc ngà châu báu gì thì vẫn chỉ là trà xanh thôi. Tao đã hứa với Nhiên rồi, tao sẽ không bao giờ lăng nhăng nữa. Ok. Liệu mày có chơi bài làm chó với cô ấy không? À thì tao chỉ làm chó khi chơi cùng với là đồng loại của nó thôi. Con chó này, mày được. Này, sủa lại từng chó tao nghe phát cho mày. Mày sủa đi. Thôi, cũng đi còn về. Nay về tao còn phải đưa Nhiên đi mua sắm nữa.